Vua Gia Long và Người Pháp Tác giả Thụy Khuê Thực hiện bởi Ban biên tập trang Việt sử.org Chương 20 Barisi thuật lại các trận đánh và Vua Gia Long vào Huế Về những trận giao tranh lớn giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn Ngoài những điều ghi trong chính sử nhà Nguyễn Có rất ít tư liệu của các nhân chứng khác Vì lý do các giáo sĩ không tham dự trực tiếp các trận đánh này còn những tương lãnh binh sĩ không quen viết hồi ký mà nếu viết cũng bị thất lạc vì sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta rất kém. Cho nên, về các trận đánh lớn, ngoài thực lục liệt truyện, những lá thư của Parisi có một chỗ đứng riêng bởi đó là cái nhìn của một người ngoại quốc. Tuy Parisi là bầy tôi hoàn toàn khâm phục nhà vua, nhưng anh có một cách trình bày trận địa rất sống động, chi tiết và cận kẽ cho ta biết rõ bối cảnh chiến tranh, thời đó hai bên đánh nhau như thế nào, với những vũ khí gì. Sự chỉ huy của Gia Long ở mặt trận ra sao, vân vân. Ngoài ra, Barresi còn đưa những con số về chiến thuyền, về khí giới, về số quân của hai bên, điều mà thực lục thường không ghi rõ. Tất nhiên, độ chính xác cần được kiểm chứng, nhưng trong chừng mực nào đó, thư Barresi góp phần không ít vào việc tìm hiểu chiến tranh. Nhưng văn anh rất khó đọc, thường viết liền một hơi, không chấm phẩy, chia động từ bừa bãi, chữ viết hoa tùy hứng cho nên dịch không dễ dàng. Các địa có công sưu tập những lá thư này. Trong tập Documents Relatives à l'époque de Za Long, tập san Trường Viễn Đông Bắc cổ, năm 1912, trang 1 đến 82, ông trích một số thư và sửa cho dễ đọc hơn trong tập Le Français au service des phần thứ từ, tập San Đô Thành Hiếu Cổ, 1926, quyển 4, trang 359-447. Ông cho đánh máy đúng như nguyên bản và cho in đầy đủ mỗi lá thư. Vì vậy, tập tư liệu này quý hơn. Trong phạm vi chương này, chúng tôi không thể dịch hết hai lá thư chính rất dài, một viết ngày 11 tháng 4, 1801, gửi cho giáo sĩ Lê Tông Đan, quản thủ tu viện Ma Cao, trong đó kể trận Chủ Sơn và trận Thị Nại. Một viết cho hai giáo sĩ Makini và Lê Tông Đan ngày 16 tháng 7 1801, kể trận Phú Xuân và Vua Gia Long vào Huế. Ba trích đoạn được lựa chọn sau đây, trận Chủ Sơn, trận Thị Nại, trận Phú Xuân và Gia Long vào Huế. Trước mỗi tường trình của Paris sẽ có tóm tắt sự kiện theo chính sử. Riêng trận thị nại có thêm lời giáo sĩ Le Labouche và Thư Sơ như những nhân chứng khác. Tóm tắt tình hình, sau khi võ tánh chiếm được Quy Nhơn tháng 7 1799, Nguyễn Ánh đổi thành Bình Định, để võ tánh và Ngô Tòng Châu ở lại trấn giữ. Tháng 2 1800, bộ binh của Trần Quang Diệu tiến đánh Thạch Tân, mở ngoặc bến đá, biên giới Bình Định, Quảng Ngãi, đóng ngoặc. Thủy binh của Võ Văn Dũng tiến đánh thị nại. Võ Tánh đóng chặt cửa thành không tiếp chiến. Trần Quang Diệu đắp lũy dài, vây bọc thành Bình Định. Chu vi 4.340 trượng. Mỗi trượng, hai người tuần giữ. Bộ binh vây thêm vài vòng. Võ Văn Dũng để hai thuyền Đại Hiệu, Định Quốc và hơn 100 thuyền chiến chặn ngang cửa biển thị nại, cô lập Võ Tánh và Ngô Tổng Châu trong thành. Tháng 4 năm 1800, Nguyễn Ánh xuất quân từ Gia Định để giải vây Bình Định. Quân Nguyễn thắng một số trận, chiếm được Phú Yên, nhưng không thể giải vây được Bình Định. Kể từ tháng 1 1801, cuộc chiến toàn diện bùng nổ khắp các mặt trận. Trận thị nại 28 tháng 2 1801 có thể coi là trận xích bích của Gia Long, làm thay đổi diện mạo chiến tranh cho đến chiến thắng cuối cùng. Trong giai đoạn này, chứng nhân Parisi đã đóng góp một số tư liệu lịch sử quan trọng theo tiến trình thời gian tháng 4 năm 1800 Nguyễn Ánh để Hoàng Tử Cảnh chấn giữ gia định cùng với Nguyễn Văn Nhơn và Nguyễn Tử Châu xuất quân qua cửa Cần Giờ đem minh mạng mới 9 tuổi đi theo. Tháng 7 8 1800 thuyền vua đến cửa biển Cù Mông tức Bắc Phú Yên giáp giới Bình Định. Cùng trong tháng này vua cho Barisi về nước và cấp cho một chiến thuyền. Xem chương 19 Barisi vua đóng bản doanh ở Cù Mông gần như trong suốt thời kỳ còn lại cho tới khi khởi hành đi đánh Phú Xuân ngày mùng 5 tháng 6 năm 1801. Trong thời gian này Barisi ở đâu? Chúng tôi nghĩ rằng có thể con người giang hồ Barisi đã không bỏ mặt trận Bình Định Phú Yên trong thời điểm sôi bỏng này để về nước. Theo thực lục là nước Anh hay Ấn Độ vì vẫn coi Barisi là người Hồng Mao. Vì thế, rất có thể Barisi đã có mặt ở các trận chủ sơn thị nại. Sau chiến thắng thị nại ngày 1 tháng 3 1801, Barisi mới trở về Sài Gòn. Và sau đó, anh bị Botelho vu cáo trong lúc hoàng tử cảnh hấp hối. Các đia dựa vào lá thư Schoenor viết cho Barisi kể trận thị nại để đoán rằng Barisi ở miền nam Nam Hà. Chúng tôi không tin lắm, vì rất có thể no cũng không biết bạn mình ở đâu nên đã viết thư mô tả chiến thắng. Trận Chủ Sơn, khi Nguyễn Ánh xuất quân giải vây Bình Định, cử Nguyễn Văn Thành chỉ huy tiền quân tiến đánh Phú Yên, nhưng Nguyễn Văn Thành bị khó khăn ở mặt trận Chủ Sơn, giáp giới Bình Định không cách nào phá được. Trận Chủ Sơn theo chính sử xảy ra tháng 11 năm Canh Thân và ghi toàn thể công lao vào tay Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt. Đại Nam nhất thống chí tóm tắt như sau: núi phước an ở phía nam huyện tuy viễn bình định có tên nữa là chủ sơn hình thế cao cả hùng vĩ chu vi hơn trăm dặm năm canh thân quân giặc giữ chủ sơn nguyễn văn thành đánh mãi không được dò thám mở ngoặc theo thực lục nhờ người man tức người thượng dẫn đường đóng ngoặc biết được rằng ở phía tây nam núi này có đường tắt có thể đánh úp mặt sau của giặc bèn vẽ địa đồ và xin quân hội chiến vua bèn sai tống viết phước và lê văn duyệt đem quân tiến đến thị giã thành sai duyệt giữ bảo tức là đồn làm chính binh tự mình đem kỳ binh tức quân đánh úp theo đường tắt đi vượt khe bột qua trại đèn vòng qua mặt sau của giặc tung lửa đốt trại sách quân giặc vội vàng quay lại đánh duyệt bèn chỉ huy binh sĩ tiến sát đến đồn giặc hai bên tả hữu đánh kẹp lại quân giặc phải tan chạy. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí tập 3 trang 16-17 Đó là thoại chính thức, nhưng Parisi kể hơi khác một chút, anh viết Nghe nói quân Tây Sơn gửi một phái đoàn đến điều đình Việc ấy dám lắm vì họ đang ở trong thế kẹt, rất kẹt Họ cầm cự với quân của vua, dưới lệnh, tướng, ông tiền quân Chỉ Nguyễn Văn Thành Tới ngày 21 tuần trăng thứ 11, tức mùng 5 tháng 1, 1801. Trước đó, nhờ bọn người man đã tìm được cho vua một lối mòn, đại bác và voi có thể đi qua mà địch quân hoàn toàn không biết. Vua bèn gửi ông tổng đồn tả tức Lê Văn Duyệt với một phần quân đội đến sau lưng địch. Sau 7 ngày đường, đến sáng ngày 21, tức mùng 5 tháng 1, 1801, lúc mặt trời ló dạng, Ông Tiền Quân nhìn thấy hiệu của ông tổng đồn tả bèn tấn công dữ dội vào những đồn Dung Thi, tức Đồng Thị gần thị dã gồm 7 đồn thẳng hàng để chặn quân ta không được đến gần. Lệnh xung phong từ lúc mặt trời mọc mà đến 10 giờ sáng ngụy quân mới thấy quân vua đã đến sau lưng và hai bên sườn. Dàn súng liên thanh sử dụng thuần thục và 20 đại bác nhỏ dã chiến bắn trong tầm ngắn của súng lục chỉ chốc lát đã quét sạch dọn đường. Những kẻ chạy trốn lãnh đủ thương giáo lưỡi lê, sự tàn sát thật kinh hoàng. Quân túc trực hay quân cảm tử không chừa một ai, họ chỉ rời chiến trường khi không còn người để giết. Theo thư Baresi ngày 11 tháng 4 1801 gửi Lê Tông Đan, Tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1926 quyển 4 trang 374. Barresi mô tả gần đúng như chính sử nhưng rõ hơn và sống động hơn trừ một chi tiết khác vua sai lê văn duyệt đi ngả sau đánh tập hậu còn chính sử ghi nguyễn văn thành có thể Barresi đúng vì lê văn duyệt can đảm sông sáo nguyễn văn thành nhát chưa chắc vua đã giao việc này ngoài ra theo Barresi, nhà vua đích thân điều khiển trận chiến việc này chính sử không ghi sau đó Barresi viết tiếp hội đồng chiến tranh của địch sau thất bại này tưởng họ có thể kích động tinh thần tướng sĩ và nhân dân bằng cách đánh những cu lớn. Bèn hội tụ những đoàn quân thiện chiến nhất và những quan tướng giỏi nhất quyết định một trận đánh toàn diện. Ngày 27 của tuần trăng thứ 11, tức 11 tháng 1, 1801, đại binh tham chiến có binh đoàn của tướng thông lãnh thủy binh, tức Võ Văn Dũng, tăng lực lên tới 223.000 người nhưng con số này không làm cho đấng quân vương của ta sợ hãi. Quân địch thực sự có lợi trên địa thế, nhưng vua có giản súng liên thanh, có đại bác và trên tất cả là tấm lòng ba quân. Chúa thượng tay cầm gươm, dáng vui vẻ, dạo qua các hàng ngũ. Quân ta hết sức nóng lòng. Bên địch đang dung chuyển, đại bác của họ nổ rền, đàn voi của họ hung dữ tiến gần đến hàng ngũ ta. Vua trầm tĩnh, đứng giữa quân hộ vệ quan sát tình hình sự im lặng tuyệt đối ngự trị hàng ngũ quân ta. Khi địch tới gần, vào tới 1 phần 2 tầm súng, vua hạ lệnh cho các toán quân nhả đạn. 400 khẩu đại bác, Giã chiến khạc lửa sắt và chết chóc, nhả liên hồi trúng đích, thành một cuộc tàn sát kinh hoàng. Phía họ có những đồn bên sườn và ở phía đuôi trợ lực. Đại bác của họ bắn chúng làm quân ta thiệt hại nặng. Vua ra lệnh cho quân cảm tử trèo lên đánh giáp lá cà. Các quan làm gương trước chiếm được các đồn, quân sĩ chuyển sang gươm giáo và đại bác kết liễu sự tháo chạy tán loạn, địch quân chạy trốn vào thành lũy phòng thủ. Thấy địch thua chạy, vua bằng lòng không cho lệnh truy kích vì quân nhà cũng thấm mệt. Sự tàn sát còn kéo dài trong đêm, vua đóng ở ngoài tầm đại bác, tức cách xa một hai lần của thành trì kiên cố địch. Ngày 21 tháng 12, tức mùng 4 tháng 2, 1801, họ còn ra khiêu chiến, vua không rời vị trí phòng thủ của mình. Bấy giờ, họ tiến lên đánh giáp lá cà, rất trật tự và trừng mực. Nhà vua với kính thiên lý trong tay, thấy ở bên cánh phải của họ rất lộn xộn, mà lại bị một cái khe chia cắt với trung tâm, có thể dễ dàng cắt đứt. Bèn tức khắc hạ lệnh cho 22 đội cảm tử xuất phát đánh ngay, không để cho họ kịp nhận diện. Gió đông bắc quạt khói vào mắt, khiến họ không phân biệt được quân nhà vua chỉ đến khi nhận được những chàng súng đầu tiên mới hiểu mình lầm. Họ chống mạnh, nhưng vua ở đâu là có chiến thắng ở đó. Chiến thắng toàn diện khi vua xuất trận giữa quân cấm vệ lại được hỏa lực kinh hồn của dàn súng phòng thủ che chở thì quân địch phải bại. Địch quân mất năm trong số những quan tướng giỏi, cả tướng chỉ huy cánh phải. Quân đội nhà vua không tha ai cả, vì thế sự tàn sát thật là kinh hoàng theo thư Barresi viết ngày 11 tháng 4 1801, gửi Lê Tông Đan. Tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1926, quyển 4, trang 375. Trận chiến này chỉ xảy ra có 6 ngày sau trận chủ sơn, nhưng không thấy chính sử ghi lại. Vậy có thực đã xảy ra hay không? Chiếu vào thực lục thì có thể đây là những trận tiếp theo chủ sơn. Nguyễn Văn Thành đánh trường giã, đồng dài, Tống Việt Phước đánh yên tượng, chiếm được hết các đồn từ núi Lệ Thạch đến An Hoa, An Lộc, theo thực lục quyển 1 trang 422. Ta lại biết khi hành quân ra Bình Định Phú Yên, Nguyễn Đánh đóng bản doanh ở Cù Mông gần đấy, vậy cũng rất có thể Nguyễn Ánh đã trực tiếp điều khiển các trận trăng. Vẫn theo Paris C, vì chiến bại này mà quân Tây Sơn chuẩn bị một lực lượng quân tiếp viện ở Cù Mông để đánh Nguyễn Ánh bằng đường biển, nhưng bị Nguyễn Ánh khám phá và giải tán rồi ông sẽ đánh trước, do đó mà có trận thị nại 1801. Việc này, Barisi viết, Từ khi đó, còn nhiều trận đánh khác mà quân chiến thắng của Hoàng thượng đã tỏ sự can trường của họ. Sau cùng, ngày mùng 1 tháng riêng, tức 13 tháng 2 1801, các tướng thủy bộ địch họp đại hội đồng quyết định tấn công nhà vua bằng đường biển. Họ sửa soạn thủy binh trong cảng Cù Mông, chỉ cách Quy Nhơn 20 dặm, cho lên tàu một đội tiếp viện quan trọng toàn quân thiện chiến. Nhà vua biết rõ dự định của họ, bèn liền tức khắc cho quân xuống lại hạm đội, dùng rào chặn cửa biển và dùng gian hỏa lực đặt đúng chỗ, tức đoạt ý định của địch quân. Nhưng riêng ông, ông đã dự tính chương trình tấn công. Và ông đã thực hiện với sự lớn lao của tâm hồn và lòng can đảm của những Nelson, Duncan, Hood, Rodney, vân vân. Theo thư Barisi viết ngày 14 tháng 4 1801 gửi cho Lê Tông Đan, tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1926 quyển 4, trang 375-376. Liền sau đó là trận thị nại 1801. Trận thị nại 1801. Đầu năm 1801, chiến thuật đánh hỏa công của Đặng Đức Siêu đã sửa soạn xong, thực lục viết. Trước là tư đồ giặc Võ Văn Dũng dùng hai chiếc thuyền đại hiệu Đinh Quốc và hơn trăm chiếc thuyền chiến chặn đóng ngang cửa biển, lại dựng hai bảo, tức đồn, ở bãi Nhạn Châu bên tả và ở núi Tam Tòa bên hữu cửa biển, đặt nhiều súng lớn dựa thế cao, chặn chỗ hiểm để chống quân ta. Đến đây các quan làm xong chiến cụ hỏa công, vua mật định đêm hôm 16, tức 28 tháng 2, 1801, cất quân đánh úp. Lưu Phạm Văn Nhân giữ củ mông vua bèn thân trinh đem thủy quân tiến phát, chống canh ba qua tiêu cơ, bắt được lính đi tuần của giặc, biết được khẩu hiệu tức thì sai Nguyễn Văn Trương và Tống Phước long Dùng thuyền nhỏ lên trước vào hổ cơ, đốt đồn thủy của giặc, lại sai Võ Di Nguy đi thuyền chấp lệnh thẳng tiến, Lê Văn Duyệt đốc quân tiếp theo. Giặc giữ bảo, tức đồn cự chiến từ giờ dần, tức 3 đến 5 giờ sáng đến giờ ngọ tức 11 đến 13 giờ trưa. Tiếng súng vang trời đạn bay như mưa, võ Duy Nguy bị bắn chết, duyệt cứ mặc kệ, càng thúc đánh hăng. Vua thấy sĩ tốt nhiều người tử thương, cho tiểu sai đến, dụ cho tạm lui. Duyệt thề chết vẫy quân sông lên, giờ thân tức 15 đến 17 giờ chiều, lọt vào được cửa biển, dùng đuốc hỏa chiến thừa chiều gió phóng, đánh thuyền đại hiệu của giặc. Quân Tây Sơn cả vỡ chết rất nhiều, Dũng thua chạy, thuyền Tây Sơn bị đốt cháy gần hết, quân ta bèn giữ cửa thị nại. Người ta khen trận này là võ công to nhất. Theo thực lục quyển 1, trang 428-429. Về Nguyễn Văn Trương, liệt truyện viết rõ hơn. Nguyễn Văn Trương tiên phong, bắt được lính tuần của Tây Sơn, biết khẩu hiệu. Trương bèn cho thuyền nhỏ, lẻn vào tiêu kỳ, trèo qua thuyền lớn của địch, đến miếu tam tòa, chém được đô đốc trà, đốt rất nhiều thuyền địch. Liệt truyện quyển 2, trang 147. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tiêu cơ và tiêu kỳ là đâu nên khó hình dung trận chiến. Tóm lại theo thực lục, trận đánh bắt đầu từ nửa đêm 28 tháng 2 1801. Nguyễn Văn Trương và Tống Phước Lương biết được mật lệnh của Tây Sơn lẻn vào hổ cơ đốt đồn thủy của địch. Võ Duy Nguy và Lê Văn Duyệt đánh mặt trước. Võ Duy Nguy tử trận. Khoảng 3 đến 5 giờ chiều ngày hôm sau, 1 tháng 3 1801, Lê Văn Duyệt mới lọt được vào cửa biển dùng hỏa công đốt thuyền Tây Sơn. Chỗ này của thực lục rất đáng nghi ngờ bởi vì trận đánh xảy ra giữa ban ngày, trái hẳn với những tài liệu khác và rất vô lý nữa. Ngoại trừ khả năng dịch giả thực lục dịch sai hoặc cố tình sửa giờ tí trong nguyên bản thành giờ ngọ để biến đêm thành ngày. Trận thị nại theo Lelabuse C. Giáo sĩ Lelabuse C là một trong những người hiếm hoi viết lại trận thị nại Tuy ông không trực tiếp tham dự, nhưng lúc ấy ông ở Khánh Hòa được những người dự trận kể lại. Ông viết, chiến thắng lừng lẫy nhất sẽ mở một kỷ nguyên mới trong lịch sử biên niên của Nam Hà là chiến thắng mới đây nhà vua vừa đạt được trên thủy quân của địch ở cảng Quy Nhơn. Chỗ bản đồ để tên là Chine Chine, tức thị nại. Chính ở đó, cách đây 7-8 năm, ông đã đốt thủy quân của người anh cả của địch, tức Nguyễn Nhạc ông vừa tái tạo chiến công này lần thứ hai hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua. Sau đây là vị trí thuận lợi của hải quân bên địch. Ngoài chuyện cửa biển rất hẹp, được bảo vệ bằng nhiều thành đồn, không có cách nào vào được. Họ còn để ba chiến hạm lớn nhất chặn cửa biển. Mỗi chiến hạm có ba giàn đại bác nòng súng rất lớn. Những chuyến thuyền còn lại được xếp làm sao cho không ai có thể len vào được. Vì thế nhà vua không đem các chiến hạm lớn đến Ông để chúng lại ở một vịnh nhỏ bên cạnh, mở ngoặc cù mông hỏi chấm, đóng ngoặc. Và chỉ dùng 26 chiến thuyền gale, tức thuyền vừa buồm vừa chèo với 100 ghe nhẹ, nói đúng ra là 100 xà lúp. Tất cả chở khoảng 4.000 người, quả là không nhiều để tấn công một hải cảng. Lúc đó, cả thủy binh lẫn quân lính đồn trú có tới hơn 20.000 người, 60 thớt voi, 40 chiến hạm lớn, 20 chiến hạm nhỏ hơn, 100 chiến thuyền gale và một con số lớn hơn các ghe chiến khác trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng sự can đảm chám khuyết những con số. Vua tiến trước mắt quân địch, đến đêm tới trước cửa cảng, họ đứng vững đợi. 100 ghe nhẹ chở quân cho đổ bộ khá xa. Trong lúc đó, những chiến thuyền gale nhờ bóng tối và gió thuận chiều phụ giúp tiến đến những chiến hạm đầu tiên nhảy sang đánh giáp lá cà và đốt cháy quân xuyên sâu vào trong cảng, ném khắp nơi những nắm đuốc và đủ loại các chất cháy. Bấy giờ sự tàn sát trở nên kinh hoàng, đạn bắn tứ phía, từ các đồn lũy, từ các chiến hạm, trận mưa đại bác rú vang, rền, trên đầu mọi người, khắp nơi lửa cháy, lửa thiêu hủy ga le và chiến hạm địch, cái thì nổ, cái thì chìm, cả hai bên đều chiến đấu kịch liệt. Ngụy quân tàu đầy lửa mà các dàn súng vẫn kiên trì chống trả, cho tới khi lửa lan vào thuốc súng, tất cả biến mất, trong một tiếng nổ chát chúa trung cục. Sau cùng, quân ta, sự khôn khéo kết hợp với sự can đảm đã thắng, đã thực hiện những sự phi thường. Cho tới bây giờ, người ta chưa thấy ở Nam Hà trận đánh nào dai dẳng đến thế, đẫm máu đến thế. Nó đã diễn ra từ 10 giờ tối tới 10 giờ sáng hôm sau. Địch không còn lại một con tàu nhỏ bé nào, tất cả đều đã bị đốt sạch. Những sĩ quan Pháp các ông Chenot, Vanier và Defocans điều khiển các tàu The Dragon, Long Phi, The Phoenix, Phượng Phi và The Eagle bằng Phi cũng đi chiến dịch này. Mỗi người với tàu của mình trang bị khí giới, có nhiệm vụ hộ tống vua và đi kèm tất cả những thuyền chiến gale. Nhưng lúc đánh nhau, họ bị giữ lại để hộ tống vua. Khi nghe tiếng đại bác nổ, máu pháp sôi sục trong huyết quản, vua phải nghiêm cấm mới cản được lòng nhiệt thành của họ. Giữ họ lại bên vua còn khó hơn là thúc quân tiến lên giữa những trận mưa đại bác. Ông de Fokans đã không dằn lòng trước cơn hăng say chiến đấu. Lòng can đảm thúc đẩy, đang đêm lẻn vào cảng, một mình đốt hết bảy tàu chiến trang bị khí giới nhiều nhất. Các ông Vanier và Cherno cũng có thể làm được như thế, nếu nghe theo lòng can đảm, nhưng các ông nhớ ra rằng mình có nhiệm vụ canh gác cho cả một vương quốc qua sinh mạng nhà vua. Tài liệu đã dẫn tập san trường Viễn Đông Bắc Cổ, trang 45-46. Lời Labuse không nói rõ ngày giờ, nhưng ông cho biết đại khái lực lượng hai bên. Ông nhấn mạnh vua không đem tàu nào lớn, như vậy có thể hiểu những tàu đại hiệu Long Phi, Phượng Phi và Bằng Phi đỗ lại ở cửa biển bên cạnh, có phải là Cù Mông Trăng? Nói cách khác, Vania Chenor và Defocant không quản tàu đại hiệu để dự trận, nhưng tất cả đều xác định vua điều khiển trực tiếp trận này vậy vua dùng galle chứ không đi tàu chiến bọc đồng. Nói chung, lời thuật của Lala Busse có vài chỗ không ăn khớp lắm. Đó là những lời ông viết cho Giám đốc Viện Thừa Sai Paris từ Bình Khang ngày 20 tháng 4 1801. Năm ngày sau, khi viết lá thư này, giáo sĩ Lala Boussé mất tại Nha Trang hôm 25 tháng 4 1801. Thư của Cherno gửi Barisi ngày mùng 2 tháng 3 năm 1801 về trận thị nại. Ngày 19 tuần trăng thứ nhất hay là mùng 2 tháng 3 năm 1801. Barisi thân mến, ta vừa đốt sạch thủy quân của địch không sót một tàu nhỏ nào. Trận chiến đẫm máu nhất chưa từng có ở Nam Hà. Quân địch chống trả tới chết, quân ta đánh giỏi hơn, bên ta có rất nhiều người chết và bị thương, nhưng chẳng đáng gì so với thắng lợi mà nhà vua đạt được. Các anh Vanier, Frossans và tôi cùng tham dự và cùng trở về bình an vô sự. Trước kia, khi chưa thấy hải quân của địch, tôi có ý coi khinh, nhưng tôi đảm bảo với anh là tôi lầm. Họ có những chiến hạm trở tới 50-60 đại bác cỡ lớn. Nhà vua sẽ đi đánh Hoàng Cung, Huế. Người chắc chắn ở đó chẳng có sự kháng cự nào. Những người lính Tây Sơn chắc rất mất tinh thần. Nhiều người muốn ra hàng, nhưng ta từ chối vua cho phép họ sống yên lành ở nhà mà không phải đánh nhau nữa. Năm nay chúng tôi không về Sài Gòn, nhà vua gửi tất cả những chiến hạm lớn đi chở gạo cho người. Thời giờ gấp gáp, tôi không nói được dài hơn. Xin anh báo tin này cho ông Liot, Chenor, theo tài liệu của Cartier, trang 3940. Nhận xét kỹ lá thư của Chenor, ông cũng chỉ viết sơ sài. Các anh Vanier, Forsan và tôi cùng tham dự và cùng trở về bình an vô sự. Như vậy có nghĩa gì? Một trận tàn sát kinh hoàng như vậy, nhưng ông chỉ nói chung chung kết quả, có thể vì ông không tham dự trực tiếp chăng? Trận thị nại 1801 theo Barisi. Barisi viết quân đội địch dưới lệnh của đô đốc Thiếu phó tức Thiếu phó Trần Quang Diệu, thực ra thủy quân ở dưới lệnh Tư đồ Võ Văn Dũng gồm có tàu đại bác đạn nặng người 9 tàu lớn, 60 đại bác, 24 levers, 700 người. 5 tàu, 50 đại bác, 24 levers, 600 người. 40 tàu, 16 đại bác, 12 levers, 200 người. 93 thuyền chiến galle, 1 đại bác 36 levers 150 người 300 ghe đại bác một đại bác 50 người 100 ghe chiến 70 người tổng cộng 673 thực ra là 544 dinh quân thứ ba chắc là trung quân của vua gồm có thuyền đại bác người, 26 ga le chở, một đại bác, 200 người, 65 ghe đại bác chở, một đại bác, 80 người. Ngày rằm, 15 tháng riêng, theo lệ, tất cả các hạm đội thao diễn tập trận. Một cơn gió nam thổi mặt nước nối lại như một tấm gương đã khiến vua nảy ý cho một dinh quân nhổ neo và ngài cũng lên thuyền dưới lệnh có các tướng, đô đốc, ông Tổng Thủy, tức võ duy nguy mà người bồ gọi là buche tote ông giám quân không phải ông đi sứ với đức giám mục mở ngoặc chỉ phạm văn nhân đi với hoàng tử cảnh và bá đa lộc sang pondicherry đóng ngoặc ông này trước theo ngụy quân rồi khi vua ở xiêm về ra hàng mở ngoặc chỉ nguyễn văn Chương. đóng ngoặc ông tướng ông tổng đồn tức lê văn duyệt là một trong những ông tướng túc trực tức bộ binh thiện chiến lính cảm tử có các ông Forcan, Vanier và Chenor. Tới 2 giờ rưỡi chiều, đoàn chiến hạm 91 cánh buồm này khởi hành để đi tấn công một quân đội khoảng 50.000 người và 45.000 quân đổ bộ và quân canh gác các đồn phòng vệ cửa biển. Đến chiều tối, khi đoàn chiến hạm tới đúng tầm súng của đảo Hòn Đất, Hoàng thượng ra hiệu cho Lê Văn Duyệt chuẩn bị 1.200 quân túc trực đổ bộ lên bãi cát. 7 giờ, việc đổ bộ bắt đầu dưới lệnh của quan phó vệ úy túc trực. Họ đi trong sự yên lặng hoàn toàn, dọc theo bãi cát, đến gần dàn súng đại bác của đồn địch mà không bị lộ. Tới 10 giờ rưỡi, thuyền vua đã tiến đến 4 phần 3 tầm đại bác ở các đồn canh cửa biển. Địch vẫn không hay biết. Vua gửi đội tiên phong gồm 62 ghe chở đại bác với lệnh xung kích ba chiến hạm đầu tiên leo lên đốt tàu và cắt dây neo gây hỗn loạn trong hạm đội địch gió to và thủy triều lên mạnh thuận lợi cho dự trình này Nguyễn Văn Trương thi hành mệnh lệnh đúng 10 giờ 30 ông bắn phát súng đại bác đầu tiên lập tức vua hạ lệnh tổng tấn công 26 thuyền chiến gale bắn liên tiếp hồi khắp nơi trên bãi cát để quét sạch 1.200 lính của ta tay cầm súng đầu có lưỡi lê tấn công sau lưng những người nấp trên bãi cát đánh úp tất cả những gì còn lại chữa thẳng đại bác về phía lòng trong bến cảng. Bấy giờ vua ra lệnh cho tất cả galle cùng xông vào và tấn công cùng một lúc theo đúng trật tự trận đồ. Lúc đó sự quần thảo mới trở nên đậm máu và phải nhìn vua mới biết số mệnh của ông phụ thuộc vào trận chiến này đồn tam tòa gây mối kinh hãi cho những ga của vua rơi vào tầm đạn của họ là tan tành ngay võ di nguy trúng đạn đại bác mất đầu cái chết này làm cho quân sĩ loạn trọng một chiếc ga thất trận lê văn duyệt sai người đến chém đầu thuyền trưởng đốt ga và ra lệnh tiến lên những chiến hạm neo ở phía núi đông đốt chứ không chiếm lệnh này được thi hành với sự mau lẹ can đảm và cẩn trọng trong thời gian này nguyễn văn trương sau khi đã đốt ba tàu đầu tiên ở cửa vào đã lên được vào giữa hai hàng thuyền của địch quân đến tấn công đoạn đuôi những ga le của họ đang chuẩn bị đến cứu các hạm đội địch quân ngạc nhiên vì bị tấn công ở chỗ họ không ngờ đầu thì tê liệt bởi dàn súng đại bác ở trên bãi cát đã bị ta chiếm được họ đâm lưỡng lự ông giám quân nguyễn văn trương bèn đốt vài ghe pháo của chính mình những người ở đầu của địch quân tưởng các tướng lĩnh phía sau bán mình làm phản theo vua. Lòng can đảm của họ bắt đầu lung lay. Ông giám quân đã làm một chuyện phi thường, đánh một còn một mất. Ông đã quá sâu để có thể lùi. Lính của ông cũng thế, như một đoàn hổ không còn biết gì nữa. Lửa cháy và tiếng súng đại bác làm cho đêm nay là một trong những đêm kinh hoàng nhất, chỉ có thể cảm thấy mà không thể diễn tả nổi. Tới 4 giờ sáng, lửa cháy trên tất cả các chiến hạm. Đến dạng đông, một phần lớn đã nổ trên không. Với tất cả thủy thủ, những ga le và ghe pháo còn cầm cự được tới 2 giờ rưỡi chiều, ngày 16 tháng riêng, năm cảnh hưng thứ 62, tức 28 tháng 2, 1801. Vua bị thiệt hại nặng, 4.000 người chết. Nhưng sự mất mát của địch quân còn lớn lao không thể so sánh được. Họ mất ít nhất 50.000 người, Tất cả lực lượng thủy binh kinh hồn của họ, tất cả thuyền bè chuyên trở gồm 1.800 cánh buồm, 6.000 khẩu đại bác đủ loại tầm cỡ, vũ khí đạn dược, lương thực vô kể. Vàng bạc châu báu của các tướng sĩ tràn đầy đều làm mồi cho sóng nước. Trang 375-379 Lời thuật của Barisi thực rõ ràng, tuy ta chưa biết anh có hoàn toàn mô tả đúng trận địa hay không. Anh bắt đầu bằng cách chỉ định giờ xuất phát ngày rằm tháng giêng tức ngày 27 tháng 2 1801, vua duyệt binh, nhân thấy gió nam thổi gợn sóng mới nảy ý đem một dinh quân, chắc là trung quân đi trinh phạt, chỗ này Baresi hơi tiểu thuyết hóa. Vì trước anh nói là vua có chương trình đánh rồi và việc sẽ đánh hỏa công theo chiến thuật của Đặng Đức Siêu thì mọi người biết cả. Theo Baresi, 2 giờ rưỡi chiều, hạm đội bắt đầu khởi hành từ Cù Mông và theo bản thống kê của Baresi, không hề có chiếc thuyền đại hiệu nào tham dự, vậy chắc chắn vua đi thuyền chiến Gale. Chiều tối hạm đội đến ngang tầm đảo hòn đất, trên bản đồ Beresi là Ie Vua ra lệnh cho Lê Văn Duyệt đổ bộ 1200 quân cảm tử lên bãi cát. 7 giờ tối quân bắt đầu đổ bộ. 10 giờ rưỡi tối thuyền vua tới cửa biển thị nại. Vua ra lệnh cho 62 ghe đại bác tiên phong xung kích ba chiến hạm đầu tiên của địch chắc là các tàu đại hiệu chắn ngang cửa biển. Đúng 10 giờ rưỡi, giám quân Nguyễn Văn Trương bắn phát súng đại bác đầu tiên và vua hạ lệnh tổng tấn công. 26 gale bắn liên hồi quét sạch quân đồn trú của Trần Quang Diệu nấp trên bãi cát để quân cảm tử của Gia Long vừa đổ bộ sông lên. Sau đó Barresi tiếp tục ngọn bút sôi nổi của anh. Điều đáng ghi nhận là Barresi cho ta hiểu rõ hơn chiến thuật của Nguyễn Văn Trương. Thực lục nói đến tiêu cơ, tiêu kỳ, thực khó hiểu. Barisi viết rất rõ. Nguyễn Văn Trương đã tra hỏi quân canh gác bị bắt, biết trước mật khẩu của Tây Sơn, len được vào giữa hai hàng ghe Tây Sơn, tiến đến đốt phá đằng cuối, làm rối loạn quân địch. Tóm lại, sự tường thuật của Barisi rõ ràng, mạch lạc và hợp lý hơn những văn bản khác. Thực lục đặt trận này vào đêm 16, dạng ngày 17 tháng Giêng, tức là đêm 28 tháng 2 dạng ngày mùng 1 tháng 3. Tuy nhiên, giờ giấc ghi trong thực lục rất đáng nghi ngờ, trận chiến xảy ra giữa ban ngày ngày mùng 1 tháng 3 trái hẳn với những tư liệu khác. Còn Barresi đặt trận này vào đêm rằm tháng Giêng, dạng ngày 16, tức là đêm 27 tháng 2 dạng ngày 28 tháng 2, 1801. Barresi có mơ mộng chăng? Tuy nhiên, về phương diện chiến lược tấn công đêm rằng tháng riêng, rất đúng vì gây bất ngờ. Trận Phú Xuân, dường như muốn thuật lại những giờ phút lịch sử mà anh đã sống qua, chính là động cơ thúc đẩy Barisi viết nhanh và viết nhiều trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi để kể lại những gì anh đã thấy. Lời mở đầu lá thư dài viết cho các giáo sĩ Makini và Lê Tông Đan ngày 16 tháng 7 1801. Trên tàu Thoại Phụng, ngày 16 tháng 7 1801, tại cửa Thuận An, Barisi giải thích Thưa các cha, tình cờ một thuyền buông ở Quảng Đông lại đến bến cảng này, tức Huế, đúng lúc những đoàn quân chiến thắng của Hoàng thượng đến chiếm. Con cháy bỏng lòng ham muốn thuật cho các cha biết những gì đáng kể đã xảy ra ở đây từ lúc bắt đầu mở chiến dịch đã khiến con tìm hết cách giúp ích vị thuyền trưởng này và con nghĩ ông ta đủ biết ơn con để mang thư này tới tay các cha. Lá thư cuối cùng con viết ngày mùng 10 tháng 5 vừa qua, mở ngoặc các đia cho biết không tìm thấy thư này, đóng ngoặc con đã kể cho các cha nghe việc chiếm Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 1801. Quân đồn trú gồm 30 thớt voi, 84 đại bác đồng đỏ, các kho gạo của quân địch bị cháy, cùng nhiều kho quần áo và cả tiền bạc, nhưng đó mới chỉ là sự mở màn trận tấn công lớn của nhà vua. Và sau đây là những hàng thư anh kể lại trận Phú Xuân và Gia Long trở về Huế. Ngày 28 tháng 5, quân đội của tả quân mà tôi, mở ngoặc từ đây xin dịch là tôi thay vì con đóng ngoặc trực thuộc theo lệnh của ông phó tướng Nguyễn Công Thái đến Quy Nhơn Hoàng thượng duyệt quân có 10.900 người thuộc bộ binh 27 chiến thuyền ga Le, rất nhiều ghe chở đại bác quân ta ở lại Quy Nhơn tới mùng 3 tháng 6 mới khởi hành đi Đà Nẵng vua lãnh đạo cả quân thủy bộ tôi ở dưới lệnh vua với tư cách thuyền trưởng Tàu mang cái hiệu kỳ thống lĩnh của vua. Tàu thoại phụng chở 36 đại bác, 15 tàu chở 18 đại bác, đạn nặng 12 livers, 45 chiến thuyền gale chở 1 đại bác, 36 livers, 300 ghe nhỏ đại bác chở 1 đại bác, 4 liver. Trong binh đội này có 15.000 người thuộc quân đổ bộ dưới lệnh của các tướng Dinh Tả, Dinh Tiền và Lê Văn Duyệt. Ngày 7 tháng 6 chúng tôi đến Đà Nẵng gặp lại thủy binh do ông giám quân tức Phạm Văn Nhơn đi đánh trận thì nại. Phạm Văn Nhơn được lệnh giữ củ mông. Ông này đã đi đại sứ ở châu Âu mở ngoặc chỉ việc Phạm Văn Nhơn tháp tùng Hoàng Tử Cảnh cùng Bá Đa Lộc sang Pondicherry đóng ngoặc gồm có Tàu Loan Phi hay là Long Phi 32 đại bác do Sơn điều khiển tàu bằng phi 26 đại bác De focant điều khiển tàu phượng phi 26 đại bác Le vanier điều khiển ba tàu chở 18 đại bác 12 liver 30 ghe chở một đại bác chỗ này barisi nói rõ hơn về việc phân chia binh đội phần trên là binh đội đi từ thị nại sau khi chiếm được với nhà vua chỉ có một tàu lớn là tàu thoại phụng của vua mà barisi được ở trên tàu Phần dưới là thủy quân, dưới quyền điều khiển của Phạm Văn Nhơn đi từ Cù Mông. Trong đó có các tàu đại hiệu Long Phi, Phượng Phi và Bằng Phi. Điều này xác định một lần nữa, ba tàu Long Phi, Phượng Phi và Bằng Phi đậu ở Cù Mông trong trận thị nại. Barisi sì viết tiếp. 4 giờ sáng, ngày 9 tháng 6, toàn bộ binh đội xuống tàu ở Đà Nẵng. 8 giờ sáng, ngày 11, chúng tôi đến cửa sông Hương, vào tầm súng của Đại Bác các đồn phòng thủ cửa sông quân đội được lệnh chia hai, tất cả những tàu chiến và 30 ghe chở Đại Bác họp thành một đội ngũ dưới lệnh. Ông Phạm Văn Nhơn phong quả cửa Tây có tên là cửa Hậu hay cửa Thuận An. Cửa Đông có tên là cửa Ông hay cửa Tư Hiền do vua và các tướng nói ở trên tấn công. Dưới lệnh có 45 chiến thuyền ga 300 ghe chở Đại Bác và 15.000 quân đội bộ. 5 giờ sáng ngày 12, những chiến thuyền ga được lệnh giàn quân làm 3 hàng, giữa các hàng là ghe nhỏ chở đại bác tiến vào cửa ông khi tiến đến giữa tầm đại bác bị ba đồn phòng vệ khạc lửa vào họ chịu trận không chống trả cho tới khi đạt tới cửa sông chỗ này đã rất cạn lại còn bị địch lấp thêm nhiều vật liệu khác nhau nhất là nhiều cọc nhọn và xà ngang cho nên ga le và ghe đại bác bị chặn lại không thể tiến thoái được địch quân mừng quính càng bắn giữ bấy giờ vua thấy nguy cơ trước mắt mới ra lệnh cho quân nhảy xuống nước lội vào bờ dưới làn súng Đại bác đồn địch bắn ra. Những chiến thuyền gale rồi bị mắc cạn cũng bắn trả dữ dội để những ghe nhỏ chở Đại bác may mắn trườn qua chỗ bị ngáng. Tướng chỉ huy là chồng của em Vũ Ngụy, đóng trong đồn phòng thủ với 10.000 quân tinh nhuệ, tên là ông Phò Mã Trị, tức Nguyễn Văn Trị. Tính tự phụ làm tăng tốc sự thua trận của ông từ trên thành nhìn thấy sự thảm bại của đội ngũ chúng tôi. Ông tưởng ông chỉ cần ra tay chụp lấy chúng tôi như ta bắt đàn cừu trong vườn. Chẳng may, người công dân đại tướng khốn khổ lại bị thọc cổ. Ra khỏi thành, 500 toa, tức khoảng gần một cây số, ông đụng đầu với quân cấm vệ, tức là quân túc trực. Họ dùng lưỡi lê ở đầu súng đột kích ông một cách quyết liệt. Những toán lính khác trước ở trên gale tiến đến bên sườn và sau lưng ông. Ông bị bao vây tứ phía không có cách nào tiếp cận được với trong thành. Quân của ông cũng nhìn thấy cảnh ấy. Lính của chúng tôi dữ dội xông vào với sự hung hăng kịch liệt. Không có cách nào thoát được. Ông kêu tha chết, nhưng người lính say xưa chém giết chẳng nghe thấy gì kể cả lệnh trên. Phải khó nhọc lắm mới kéo được con mồi ra khỏi tay anh ta. Ông tướng phổ mã trị bị bắt sống, đem đến trình diện vua. Vua truyền sai đóng xích sắt, Tất cả ngày hôm đó chúng tôi sửa soạn để tấn công những thành đồn khác phía trong sông. Bên địch có 7 tàu thuộc đội ngũ 65 tàu từ Bắc đem vào, đã cập bến đêm mùng 10. Những tàu khác thấy đậu ở cách quân chúng tôi hai dặm, nhưng chạy nhanh nên thoát được. Ngoài ra họ còn có 10 tàu và 14 chiến thuyền ga le, rất nhiều ghe đại bác. Dưới lệnh của tư mã Nguyễn Văn Tứ có đầy người. Chúng tôi ở trên đài cao dựng trên một buồm với kính viễn vọng nên có thể phân biệt được diện mạo những tác nhân chính. Bấy giờ là 10 giờ sáng khi quân tiền vệ của chúng tôi gồm những ghe đại bác dưới sự điều khiển của vệ úy phấn dực. Mở ngoặc, chú thích của KDA, chép theo Major đóng ngoặc. Mở ngoặc chắc là Tống Phước Lương vì lúc đó ông là vệ úy vệ phấn dực trung quân theo thực lục quyển 1 trang 432 đóng ngoặc. Bắt đầu tiến vào tầm đại bác của họ hạm đội của họ thả neo theo hình lưỡi liềm, được dàn đại bác gài chéo nhau che chở. Chiến thuyền galle của chúng tôi từ từ tiến vào, vừa đi vừa dò dẫm vì không biết rõ lòng sông, lúc thủy triều xuống cạn hẳn. Chúng tôi thấy các ghe đại bác bên địch bắt đầu chuyển động và phân biệt được 27 ghe đang tiến về phía chúng tôi. Tướng địch mà người ta nhận ra nhờ ghe của ông có quốc kỳ lụa đỏ treo trên cột trước không ngừng phất phới để khích lệ ba quân. Nhưng sự kinh hoàng đã tiến trước vua. Ông vệ úy phấn rực, không bắn súng báo hiệu, chợt đột kích xông vào tất cả các ghe đại bác của địch cùng một lúc. Bây giờ chúng tôi sống một trận chiến ngắn, nhưng thật đẫm máu. Các đồn tàu và các chiến thuyền ga nhất loạt cùng bắn. Không phân biệt bạn thù, nhưng chỉ trong 5 phút chúng tôi đã thấy cờ vàng phất phới thay thế cờ đỏ. Trong khoảnh khắc này, đoàn chiến thuyền galle và ghe đại bác của ta đã đến và chúng tôi xung phong tiến lên tàu, thuyền địch rồi đổ bộ xông vào thành lũy đánh giáp lá cà. Tới chính ngọ, một sự im lặng ngự trị toàn thể. Lửa trên các chiến hạm của địch làm thành một cảnh tượng bi tráng. Bãi cát đối diện với chỗ chúng tôi thả neo, người chạy trốn lấp đầy không gian mà tầm nhìn có thể đạt được. Nhà vua đã ngược dòng sông với toàn bộ quân đội, 3 giờ chiều, người đạt tới bến kế cận cung điện của Tổ tiên. Mười đại biểu dân tộc quỳ gối trên bờ sông có vẻ chờ đợi sự phán quyết mà vị vua chiến thắng sẽ tuyên bố. Một sự im lặng trọng đại bao trùm, hồi tưởng lại những xúc phạm và nhục mạ trong quá khứ gây mối kinh hoàng khiến họ không thể yên lòng. Vì thế cho nên họ đã thực tình kinh ngạc. Khi thay vì thấy một kẻ chiến thắng nổi giận bước xuống thành phố của họ, họ lại nhìn thấy một Henry đệ tứ, một người cha hoan dung và nhân từ. Sự thanh tịnh và lòng tốt khắc trên trán nhà vua là điểm báo cho họ biết những gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai. Tất cả quân đội tham chiến trong sự im lặng sâu lắng nhất đợi lệnh vua. Đến 6 giờ chiều, hoàng thượng ra lệnh cho tất cả quân đội phải lên tàu và chính người cũng lên tàu của người để ngủ sau khi đã chỉ định các đội canh gác tất cả các khu trong thành phố, cấm cướp bóc, vi phạm sẽ bị tử hình. Vua Gia Long vào Kinh Đô Huế 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6 mùa 1801, mở ngoặc tháng thứ 5, cảnh hưng thứ 62, năm thứ 27, ngụy Triều, Nguyễn Văn Huệ. Còn được mệnh danh là Tây Sơn, có nghĩa là gia đình ở trên núi Tây, cháu của vị chúa sau cùng tức Định Vương Nguyễn Phước Thuần, con người em của Chúa. Mở ngoặc Nguyễn Ánh là con anh của Chúa đóng ngoặc, đặt chân đến Kinh Thành, Nam Hà. Nhà vua không vào cung điện mà ngồi ở một phòng tiếp kiến bên ngoài nơi dân chúng có thói quen tụ họp để hy vọng được thấy vua những ngày thiết chiều. Chính ở trong phòng này 8 giờ sáng tôi nhìn thấy vua vô số quần chúng đủ mọi hạng người, mọi tuổi quay quần bên ông. Quân canh gác sơ sài, không mang khí giới, đứng cách quân vương khá xa. Thấy tôi vua gọi lại, hỏi thăm tin tức Sơ No. Mở ngoặc Sơ No bị đau từ mấy ngày nay, đóng ngoặc. Tôi kể chuyện này để thấy tấm lòng của nhà vua. Sau đó hoàng thượng hỏi xem tôi đã thấy các tướng địch chưa. Tôi trả lời chưa. Người ra lệnh dẫn đến cho tôi. Mở ngoặc có lẽ là dẫn tôi đến đóng ngoặc. Sau đó người bảo tôi lại thăm các em của vua ngụy Tôi đi ngay, họ ở trong phòng nhỏ khá tăm tối, không có gì là lịch lãm. Điều này càng làm tăng sự tương phản như đập vào mắt giữa quá khứ và hiện tại của họ. Con số những công nương là 5. Một cô trạc tuổi 16 tôi thấy rất xinh đẹp. Một cô nhỏ độ 12 tuổi, con gái công chúa Bắc Hà, mở ngoặc, Ngọc Hân công chúa đóng ngoặc, cũng thường thôi. Ba cô khác từ khoảng 16 đến 18 da ngăm ngăm nhưng diện mạo dễ coi. Ba cậu con trai, một cậu 15 tuổi, da cũng ngăm ngăm, nét mặt tầm thường. Hai cậu khác cũng chạc 12 tuổi, con công chúa Bắc Hà, diện mạo khôi ngô, điệu bộ dễ thương. Sau cuộc đi thăm ngắn ngủi này, tôi được dẫn đến một nhà tù khác. Ở đó tôi thấy bà Tư Đồ, vợ tướng thủy binh của địch mà nhà vua đã đốt thuyền ở Quy Nhơn, mở ngoặc, tức bà Võ Văn Dũng đóng ngoặc. Bà này đẹp vẻ hiền hậu và lịch sự. Mẹ của ông tướng này tuổi khoảng từ 45 đến 50. Bà nói chuyện rất lâu với tôi và kêu than số phận rủi ro của bà. Trong một nhà tù khác gần đấy, giam mẹ của tướng thiếu phó. Mở ngoặc Trần Quang Diệu đóng ngoặc thông lãnh quân đội hãm thành Quy Nhơn. Mở ngoặc các đê chú thích lầm là bà Trần Quang Diệu. Thực ra bà Bùi Thị Xuân còn đánh trận Trấn Ninh tháng 2 1802 đến khi Trần Quang Diệu bị bắt cũng không có bằng chứng gì là bà bị bắt cùng chồng đóng ngoặc. Bà Trạc độ 55 tuổi, một khuôn mặt cao quý trong sự bất hạnh, bà tỏ ra cương nghị chính trực mà không kiêu hãnh. Sau đó đến vợ của ông tướng Phó Mã Nguyễn Văn Trị, bà là em gái của Vu Ngụy và cũng là một chiến sĩ. Bà Tư Khấu Định theo chú thích của Cartier, theo Maitre, vợ của tướng pháo binh. Bà Thon Lincoln, mở ngoặc, hỏi chấm đóng ngoặc, vợ của phó thông lĩnh thủy quân, vân vân và vân vân, nhiều lắm, trong đầu phải có cuốn lịch sách mới nhớ lại được. Nhà vua đã thả tất cả nhà cửa của các quan, tướng địch cho cướp bóc. Tôi rất tức giận chuyện này vì bọn lính đã đập phá tất cả những gì dưới tầm tay của chúng. Có những dinh cơ, tuy làm theo lối tàu, nhưng đối với Paris có thể là một lâu đài tráng lệ với vườn cảnh trồng đầy cây lạ những bình xứ Nhật Bản. Sự nhà trả thù của nhà vua dẫn đến kết quả như thế. Theo thư Parisi viết cho Makini và Lê Tông Đan trên tàu Thoại Phụng ngày 16 tháng 7 1801, tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1926, quyển 4, trang 400, 406. Parisi là một trong những người, hay nói đúng hơn, là người duy nhất đã viết kỹ, viết rõ với văn tài bẩm sinh về những ngày lịch sử này. Anh không chỉ làm sống lại các trận chiến như bày ra trước mắt, mà còn cho thấy khía cạnh nhân văn về con người, về sự ứng xử của họ trước mọi tình thế. Gia Long đã tới chiến thắng cuối cùng trong những mất mát kinh hoàng không kém các trận địa trong năm 1801. Hoàng tử Cảnh Hiền Lành mất trên rừng bệnh, Hoàng tử Hy Dũng Mãnh, biệt hiệu ông búa mất trong khi hành quân cách nhau hai tháng các mãnh tướng võ duy nguy tử trận võ tánh tử tiết học giả ngô tòng châu uống thuốc độc gia long đem minh mạng chín tuổi đi theo trong cuộc hành quân định mệnh từ gia định ra huế để học nghề làm vua đúng theo truyền thống các chú nguyễn chiến thắng của gia long nhuốm màu cay đắng sự trả thù của ông trên toàn thể gia đình tây sơn sau này mà barisi mới chỉ nhìn thấy màn đầu đã nói lên cái nhỏ của một vị vua lớn. Hết chương 20. Ban biên tập Việt Sử